tối ngày 9 tháng 11 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Tuổi Trẻ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long trao giải thưởng Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2019. Năm nay, chương trình nhận được 539 hồ sơ công trình sáng kiến từ 539 tác giả, nhóm tác giả gửi về. Trong đó có 274 công trình sáng kiến về đổi mới phương pháp dạy học sáng tạo và hiệu quả. 141 công trình sáng kiến về sáng tạo, chế tạo ra các công cụ phục vụ giảng dạy học tập. Và 124 công trình sáng kiến nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục. 5 công trình sáng kiến xuất sắc nhất được lựa chọn trao giải thưởng cao nhất 100 triệu đồng, gồm sách sinh học lớp 10 ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường, nghiên cứu thiết kế chế tạo mô đun đánh lỗi thiết bị đào tạo điều khiển từ xa, nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ chế tạo thiết bị dạy học môn toán dành cho học sinh khiếm thị trong môi trường giáo dục hòa nhập, công trình Soft Classroom và công trình từ điển Việt Mnông Việt trên điện thoại Android. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm tổ chức, ban tổ chức cuộc thi Tri thức trẻ vì giáo dục xướng tên tối đa 5 công trình sáng kiến xuất sắc nhất. Năm 2016 là 3 công trình, năm 2017 là 3 công trình và năm 2018 là 4 công trình. Kết quả này cho thấy xã hội ngày càng có nhiều tri thức trẻ sẵn sàng cống hiến, dấn thân vào sự nghiệp phát triển của nền giáo dục nước nhà. Đồng thời, đó là những dấu ấn quan trọng trong phong trào tuổi trẻ sáng tạo của tổ chức đoàn, là những tiềm năng đóng góp cho sự phát triển đổi mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.